đồ gỗ thiết kế này, tôi cũng khen ai thiết kế, họ thiết kế giỏi lắm anh ạ. Vào nhà cũng thấy nó hài hòa, mà cái gì cô thấy cũng đồng ý. Nói chung là thiết kế rất là đẹp. Cái anh thiết kế này tôi cũng không biết nhà anh ở đâu, nhưng mà thiết kế này tôi không chê cái gì cả. Vì là bạn ấy hiểu được các cái tính năng, các cái sử dụng của mình. Là hai vợ chồng là thấy rất là ưng khi bạn ấy đưa ra cái bản thiết kế, cách làm việc của đội chủ Quỳnh này, rồi là từ lúc thiết kế đến khi thi công thì là tiến độ rất là tốt, nhanh, làm rất là chuyên nghiệp. Rồi tổng hợp cái đội ngũ thiết kế của các bạn là rất chuyên nghiệp, rất sáng tạo. Các bạn ấy có cái tư duy về thiết kế là rất là tốt, thì rất là ấn tượng với những cái công trình của bạn đấy. Đã thực sự bị thuyết phục khi mà mình đến showroom của Đặc Cộng, được anh tận tình tư vấn và dẫn mình đi tham quan showroom, tham quan các công trình mà bên Đặc Cộng đã thi công, rồi tham quan xưởng sản xuất. Thì bọn nó vào hoàn toàn tất cả mọi cái. Và sao tại sao lại có thể đẹp đến như thế? Tất cả mọi cái nó làm cho mình nhìn đến hết, đi hết từ cái cảm xúc này sang cái cảm xúc khác. Nhìn tận mắt trực tiếp sản phẩm mà bên Đặc Cộng đã và đang bày ở sau vùng đấy. Và sau khi đi tham quan những nơi đó thì mình đã thực sự được thuyết phục và mình đã quyết định đặt chọn niềm tin vào Đặc Cộng. Anh chị thì ở trong Sài Gòn cũng tham khảo trước khi về ngoài Bắc này sinh sống. Chị thấy Quỳnh có thiết kế một cái ngôi nhà gần đây và chị đến đấy. Và sau lần gặp đầu tiên của Quỳnh, đúng như là cái mong muốn của anh chị là có một ngôi nhà với những cái kiến trúc thiết kế đúng theo những cái gì anh chị mong đợi. Bản thiết kế của Quỳnh ra chị không chỉnh sửa bất kể một cái gì luôn. Nó là một cái niềm hạnh phúc của chị, nó cũng là một cái niềm tự hào. Đây là căn nhà của mình ở thực sự rất lâu dài, thì anh đã quyết định là mình dùng sản phẩm nó phải mang tính chất là tinh tế. Rõ ràng rồi, khi mà làm cái nhà này xong thì tôi yêu nó lắm ở cái chỗ là thiết kế này, hợp này, hài hòa này. Ui dồi, đến đây rất là nhiều rồi à. Không một người nào chê. Cái bác xây nhà kia kìa, cái bác xây nhà đang xây bên kia, đang thi dạo bác sang đây, bác cứ giật mình. Cái nhà bà có con trai và làm thiết kế ạ. Chị nói thật là cái tình yêu với ngôi nhà từ cái lúc đầu mà chị đến ở và cho đến bây giờ gần như là nó cứ gắn bó bền vững, thế cảm giác nó yên bình, chị rất là hài lòng luôn. Con cũng đã đi được 3-4 đơn vị. Con thích ở Đặc Cộng một điều là về cái đường nét của nó rất là sắc sảo, nó tinh, nghĩa là nó được gia công tốt với cả cẩn thận ấy ạ. Mình tìm đến một cái đơn vị thi công mà đúng hiểu ý mình ấy. Chị thấy từng cái sản phẩm của bên Đặc Cộng làm ấy thì họ để cái tâm huyết vào rất là nhiều. Về chất liệu thì rất là tốt này, rồi là cái về thẩm mỹ cũng rất là đẹp, các bạn làm rất là cẩn thận. Nó đạt được mọi cái tiêu chí mà mình đã đề ra ngay từ đầu. Bên Đặc Cộng là rất là chuyên nghiệp, tận tình. Điều đấy giúp con và bố con chọn, quyết định chọn Đặc Cộng. Mỗi lần chị bên nhà chị có vấn đề gì là chị gọi thì bên Đặc Cộng phản ứng lại rất là nhanh, cho người sang kiểm tra. Về công trình cũng là đi vào hoàn thiện hết ấy, thì chị cũng cảm thấy rất là hài lòng về cái thiết kế cũng như là thi công của Đặc Cộng. Con nói đùa với anh xã chị rằng là anh không phải là người mang hạnh phúc cho em, mà là chú Quỳnh và team Đặc Cộng.